mình tập trung vào sale thì hãy cố gắng là chúng ta hãy cố gắng là kiếm được cái từ khóa cao nhất, kiếm được từ khóa cao nhất nhé. Thì ví dụ như mình, ví dụ này, mình làm cho hiện tại rất nhiều khách hàng nhé, và cái vị trí top 1 là cái vị trí mà mình luôn hướng đến. Thì mình ví dụ như nhé, mình hiện tại mình đang làm cho mấy cái nhà này, thì cái vị trí, cái vai trò quan trọng của cái để mình xếp tốt ấy, là ví dụ như cái nhà gỗ Hoàng Mai này, các mọi người chú ý nhé, là chỉ cần được là ở top 1 thôi là cái lượng video, cái lượng view rất là nhiều, và nó sẽ được hiển thị rất là tốt nha mọi người nhé, rất là tốt. Thì để làm được điều này thì hôm nay cái bài của chúng ta sẽ hỗ trợ giúp mình nhé. Đây là một khách hàng mà bên mình đã từng hỗ trợ nhé, đã từng làm. Ví dụ như tiếp theo là cái từ sập gỗ đi. Ở đây thực ra nó là vị trí top 1 này, đây này. Đây là một khách hàng mà bên mình đã đào tạo, bên mình code trực tiếp nhé, bên mình code trực tiếp. Và chính mình code đó, code đây là code 11. Thì đây là cái từ khóa của mọi người này. Mọi người chú ý nhé, đây là cái thứ hạng từ khóa, chờ một chút nhé, nó đang hơi bị loát. Đây này, mọi người chú ý nhé. Mà mình đã xác định là sale rồi thì hãy cố gắng nào, hãy làm cho nó top 1. Làm cho nó top 1. Thì top 1 nó có lượng view và top 1 nó ra chuyển đổi tất cả mọi thứ. Đấy là cái điều mà chúng ta phải hướng đến. Tùy mục đích được nhé, được nhé, vẫn được nhé, không sao cả. Đấy là cái vị trí top 1. Thì bên mình ngày trước là tạo, vì thực ra là cái kênh này, đối với kênh bán hàng này này, thì là cái họ phát triển được 4K là một thành công rồi nhé. Là một thành công, mọi người chú ý là đây là cái kênh bán hàng trực tiếp. Thì nó mang cái giá trị luôn luôn bán hàng. Ngày trước thì các bạn ấy làm rất là tốt này, view nó rất là tốt nhé. Tuy nhiên thì cái thời gian gần đây này, mình có bảo để mọi người là làm sao cho nó, làm sao cho để chúng ta là có cái view, nhưng mà chỉ tập trung bán hàng nhiều quá nó sẽ không mang lại, không tốt nhá. Đây này, đây là cái kết quả mà không nghe và không đi theo hướng đúng của một người chuyên gia thì nó mang lại, đây là cái kết quả hiện tại sau này này. Đấy, nó không mang lại cái giá trị tốt nhá. Nhưng mà còn ngày trước ấy, khi mà mọi người mới tham gia thì mọi người cứ chỉ cần là làm theo thôi thì cái kết quả nó phải mang đến được, nhưng mà làm lệch đi là nó là tự nhiên thành cái vấn đề khác. Đây là cái kết quả ngày trước này mọi người này. Mọi người ngày xưa là cái khách hàng này này, họ làm rất tốt, và cái lượng đơn nhá, cái lượng đơn của một kênh bán hàng này này, một tuần là 5 đến 7 đơn nhá mọi người nhá, 5 đến 7 đơn. Thì mọi người nghĩ xem là chỉ cần top 1, 5 đến 7 đơn, và cái đơn này giá trị cao, nó không phải là giá trị thấp. Nó giá trị rất là cao, có những giá trị lên đến 100 nhá, 100 triệu mọi người ạ. Mà một tuần 5 7 đơn thôi, mình chỉ cần là mong muốn như thế thôi. Nhưng mà cái cách phát triển của họ nó sai, nó cũng như là kiểu như là cứ mang tập trung cái xu hướng là bán hàng nhiều quá, thì nó cuối cùng là cái kết quả nó sẽ không tốt nhá. Về bán hàng tiếp theo nhá, về bán hàng tiếp theo. Thì mọi người đây, cái kênh này đây là một kênh mà họ phát triển cực là tốt. Có ai biết, chắc là nếu mà mọi người không quan tâm đến đồ thì sẽ rất ít người biết cái kênh này. Mà bên mình chuyên định hướng cho những cái cách khách hàng nó rất rất là lớn và mang lại cái lợi nhuận thực tế nhé mọi người nhé, mang lại cái giá trị thực tế, chứ không phải là những cái mà mình cam kết ở đây là gì. Bên mình cam kết là nó sẽ có mang tính là chất lượng và xếp tốt thật, và mang lại cái giá trị, cái kết quả thật, chứ không phải là bằng những cái lời mà có thể là không có kết quả thực tế nhưng mà cứ nói nó không đúng. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là cam kết cái giá trị thực tế giúp cho các anh chị em. Và trong cái bài học hôm nay thì mình sẽ cố gắng là trao đi cho tất cả mọi người tất cả những cái giá trị tốt nhất có thể nhé, tốt nhất có thể.